Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay anh Trường Vi Sinh lên cho bác một số cái cần nua hai khúc. Đấy, cần nua hai khúc hàng bãi nhé. Em còn mấy cây thành lý cho bác hết. Giá 500 ngàn một cây nhé. Giá 500 ngàn một cây, cần nua hai khúc chất liệu carbon. Em còn 2, 4, 6, 7 cây nữa. Em còn 7 cần nhé. Cây thứ nhất này là một cây của Suzumi Blackspin PS602. Con này cũng có thông số kỹ thuật đấy, nhưng nó bị mờ hết rồi nhỉ. Nó mờ hết rồi. Còn mỗi cái độ dài là 1m8 này. Chất liệu là carbon này. Khoen thì là khoen hợp kim. Khoen hợp kim nhé. Khoen hợp kim này. Gồm có 2, 4, 5, 6 khoen. Khoen hợp kim một chân. Cán thì là cán mút, cán mút xoáy. Cây thứ hai là cây Lucay SP 1m8, cũng chất liệu carbon nhé. Cây này thì cán cũng là cán mút này, cán mút xoáy này. Khoen thì gồm có 2, 4, 5, 6 khoen nhé. 6 khoen, khoen 6 khoen, khoen xích nhé. Cây thứ ba này, cây thứ ba là cây King Spin 60ML, sản xuất tại Maine, Core, tải cá mắc là 12 LP, khoảng 6-7 kg, tải chì từ 2-18 gram, chì từ 2-18 gram này, chất liệu carbon anh em ơi, chất liệu carbon, hiệu tia chống gần điện này, gần tia sét này. Cán mút, cán mút nhé, cán mút màu đỏ. Cần cũng khoen xích luôn, khoen xích nhé. 6 khoen, khoen xích một chân. Cây thứ tư này, cây thứ tư là cây standard. Cây này là cây PSS 60L. Tải cái từ 4 đến 10 LP, khoảng 56 kg. Cũng dài dài 1m8 anh em nhé, dài 1m8 xem nào. 1m8 không? Đúng rồi. Dài 1m8 nhé. Dài 1m8 này. 2 4 5 6 khoen. Cũng là khoen xích, khoen một chân nhé. Rồi, dài 1m8. Dài 1m8, cây tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 nhé. Cây số 5 là cây đây cái spin SP 60 602 độ cứng MN, sản xuất tại Maine, Core, chất liệu carbon. Cũng dài 1m8. 6 khoen, khoen xích một chân. Cây thứ 6. Cây thứ 6 là cây Bastem 60ML. Chất liệu carbon. Đều là cán mút hết anh em, cán mút hết nhé các anh nhé. 6 khoen để nó khoen xích một chân nhé. Cây thứ 7. Cây thứ 7 là cây Nuze Kiss. Cây này sản xuất tại Maine Chiller, sản xuất tại Trung Quốc nhé. Cây này thì 2, 4, 5, 7 khoen. 7 khoen nhé, cũng 1m8. Các anh nhớ là đồng giá nhé. Em bán đồng giá là 500 ngàn một cây. Đồng giá 500 ngàn một cây để dành cho các bác câu lua hàng bãi nhé, hàng bãi Nhật. Đấy, bác nào có nhu cầu alo em nhé. Số điện thoại em để bên dưới video. Đấy, địa chỉ em để bên dưới video. Hoặc em để một số điện thoại trên tiêu đề video nhé.
Đấy, bạn nào cần thì alo cho em nhé. Bạn nhớ là những cái mẫu này đây là hàng bãi chứ không phải hàng mới. Hàng bãi dài 1m8, cần nua carbon để nua suối, nua lóc, nua vược, nua chẽm. Đấy. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì alo nhé. Cảm ơn các bác theo dõi video.